phá ở Semino Oka mang lại cơ hội nào cho Nga? Cận cảnh tên lửa Nga bắn cháy siêu tăng Mỹ ở Ukraine Mỹ có kế hoạch giúp Ukraine trở thành một quốc gia thành công về mặt quân sự Thủ tướng Israel nói sẽ tấn công Rafa bất chấp thỏa thuận đình chiến Cựu Tổng thống Donald Trump bị phạt 9.000 đô la Mỹ vì vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nhóm chiến đấu trung tâm đã giải phóng khu định cư Semionovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cách Adipka khoảng 7 km và cách thành phố Donetsk khoảng 15 km về phía tây bắc. Theo đài Sputnik của Nga, chiến dịch này là một phần của cuộc tấn công rộng hơn chống lại lực lượng Ukraine và các binh sĩ nước ngoài chiến đấu tại các khu vực, bao gồm Novo Aleksandrovka, Akhanskoye, Tarasovka và Zavetnoye. Kế hoạch này đã gây ra cơn hoảng loạn ở Kiev và Washington khi cựu cố vấn tổng thống Oleg Shoshkin đổ lỗi cho tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishkin về sự suy thoái nghiêm trọng ở mặt trận. Ông Soskin cho rằng kể từ khi ông Shishkin được bổ nhiệm vào tháng 2 các khu định cư đang lần lượt phải đầu hàng hầu như mỗi ngày. Tổng tư lệnh Siski cũng xác nhận rằng cuộc giao tranh quanh các ngôi làng ở phía bắc và phía tây Donetsk đã tạo ra tình huống khó khăn nhất trên toàn mặt trận 1.000 km. Động thái này báo hiệu một bước đột phá của lực lượng Nga khi vượt qua các tuyến phòng thủ đã được thiết lập ở phía tây Adivka. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện chín cuộc phản công nhằm mục tiêu vào nhóm chiến đấu trung tâm, bao gồm bên ngoài Enoka nhưng tất cả đều bị đẩy lùi nhà quan sát quân sự kỳ cựu của Nga, ông Yevgeny Mikhailov nhận định, việc kiểm soát semi không chỉ mở ra cơ hội bao vây lực lượng Ukraine trên một khu vực rộng lớn mà còn tạo đá buộc các phòng tuyến của đối phương sụp đổ. Ngoài ra, ông Mikhailov cho rằng những triển vọng lớn đang mở ra cho Moscow. Thứ nhất, việc bao vây lực lượng Ukraine ở khu vực Berdychi sẽ mở ra cơ hội bao vây và đánh bại lực lượng Ukraine đang tập trung đông đảo ở các khu vực Selidovo và Pokrovsk và xa hơn nữa là nhóm quân tập hợp ở Slavyansk Nhà quân sự này cho biết, ông Sitsky và đồng đội của ông dường như không tin rằng Nga giành được Semyonovka nhanh chóng như vậy. Tốc độ các hoạt động cũng cho thấy lực lượng Ukraine không thể tạo ra tuyến phòng thủ kiên cố thứ hai mạnh mẽ ở phía tây Adivka. Theo ông Mikhailov, quân đội Nga đang giữ vị trí chiến lược quan trọng hầu như hàng ngày mà lực lượng Ukraine không có thời gian chuẩn bị để bảo vệ. Nhìn chung, những chiến thắng lớn đang chờ đợi Moscow trong thời gian tới. Dựa trên tốc độ tiến quân của Nga, ông mikhailov cho rằng rất khó để ước tính tuyến phòng thủ của ukraine ở donbass sẽ kết thúc ở đâu phía ukraine dù muốn nhưng không có thời gian để xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố bdc sẽ thất thủ và mọi thứ khác cũng sẽ bắt đầu sụp đổ khó có khả năng kiev sẽ có thời gian để tập trung lực lượng hợp lý theo hướng này hơn nữa ngay cả việc triển khai những đơn vị tình nhuệ để kìm hãm sự tiến công của lực lượng nga nhưng điều này ít có tác dụng vì về nguyên tắc nga vẫn có lợi thế về hỏa lực chiến thuật và tinh thần chiến đấu của quân đội nga cao hơn rất nhiều ngoài ra ông mikhailov kỳ vọng nga sẽ tiếp tục đi theo chiến lược đã đề ra nhằm xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của ukraine tiếp cận lực lượng đối phương từ hai bên sườn bao vây thả bom hạng nặng khab và fab vào vị trí của họ sử dụng pháo binh và máy bay và tiếp cận với các nhóm xung kích cắt đứt nguồn tiếp tế của ukraine về phần mình tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố ukraine cần tăng tốc đáng kể trong việc chuyển giao vũ khí từ các đối tác trước làn sóng tiến công của quân đội nga ở tiền tuyến đề cập đến các khu vực ở phía đông và đông bắc ukraine nơi giao tranh vẫn đang diễn ra căng thẳng tổng thống zelensky cho biết đây là những khu vực nga đang gây sức ép và lực lượng kiev phải đẩy lùi đối phương ông thừa nhận đây cũng là những khu vực mà các mối đe dọa tấn công mới có thể xuất hiện tổng thống zelensky cũng đã tuyên bố ukraine sẽ không để nga thống trị các mặt trận mà thay vào đó là sự xuất hiện của các hệ thống phòng không pháo binh và máy bay không người lái của kiev việc Nga đã chiếm hoặc tiến vào khoảng 60 làng gần đây nằm trên mặt trận Đông Ukraine đã phản ánh tình hình trong khu vực đang xấu đi đối với lực lượng Ukraine vừa thiếu quân vừa thiếu vũ khí. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Suisky cho biết tình hình tại mặt trận đã xấu đi. Binh sĩ dưới quyền của ông đang trong tình thế cam go khi Nga đẩy mạnh tiến công để tận dụng lợi thế của mình, trong khi gói viện trợ quân sự mới của Mỹ vẫn chưa tới tay Ukraine. Giới chuyên gia quân sự nhận định, những bước tiến gần đây của Nga cho thấy họ muốn khai thác cơ hội lúc này để gia tăng tấn công trước khi lô đầu tiên của gói viện trợ quân sự Mỹ tới được đất Ukraine để giảm áp lực cho quân đội Ukraine. Lực lượng Nga đang tiến chậm nhưng chắc gần khu vực Adipka. Theo tướng Suisky, tình hình khó khăn nhất vào lúc này là quanh những ngôi làng nằm về phía tây Adipka. Ông Suisky cho biết Nga đã triển khai tới 4 lữ đoàn ở khu vực này với mục tiêu tiến đến các trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine như thành phố Bokrov nằm ở phía tây. Sergei Kuzan, chủ tịch trung tâm an ninh và hợp tác Ukraine một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ cho rằng Bộ Chỉ Huy Ukraine phải lựa chọn giữa tình huống xấu và tình huống xấu hơn, và họ đã quyết định để mất lãnh thổ thay vì mất lính. Tình hình cũng phức tạp hơn cho phía Ukraine khi lực lượng nga đã đột phá được qua khu vực phía bắc của phòng tuyến Ukraine bằng cách khai thác một lỗ hổng của đối phương và nhanh chóng tiến vào ngôi làng Ochridite. Viện nghiên cứu chiến tranh YvK có trụ sở ở Washington nhận định những thành quả mà nga giành được ở Ochridite mang lại cho Bộ Chỉ Huy nga một lựa chọn hoặc tiếp tục đánh về phía Tây tới Bốc Rốt, hoặc tiến lên phía Bắc tới Chasubzha, một thị trấn đã bị Nga tấn công không ngừng trong các tuần gần đây. Ngoài ra, theo các quan chức Ukraine, có tới 25.000 binh sĩ Nga tham gia cuộc tiến công gia Nếu Nga chiếm được khu vực này, điều này sẽ đặt thị trấn Konsti Antinipka, điểm cung ứng chính cho quân đội Ukraine, cách khoảng 16 km về phía Tây Nam, vào tầm hỏa lực bắn thẳng của Nga, và cho phép Nga tấn công thị trấn này trong thế gọng kim. Chuyên gia quân sự Kuzan cho rằng, Đà tiến của lực lượng Nga sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai gần, tùy thuộc vào tốc độ và số lượng viện trợ phương Tây tới được tay Ukraine. Trong bối cảnh binh sĩ Ukraine đã rút lui khỏi các ngôi làng ở một số khu vực xảy ra giao tranh căng thẳng, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu rằng Kyiv cần sự tăng tốc đáng kể trong việc chuyển giao vũ khí từ các đối tác để giúp quân đội Ukraine có thể đối mặt với sự tiến công của Nga ở một số khu vực trên tiền tuyến. Ông cũng đặc biệt chỉ ra việc Mỹ cung cấp vũ khí sau 6 tháng nguồn cung bị chậm lại là rất quan trọng trong việc ổn định tình hình tại các điểm trọng yếu trên chiến tuyến dài 1.000 km và khẳng định các nguồn cung cấp này cần phải khiến đối phương cảm thấy bị gián đoạn công tác hậu cần, khiến Nga sợ phải đặt căn cứ ở bất cứ đâu trên lãnh thổ giành quyền kiểm soát và sức mạnh của Ukraine. Khi liệt kê các khu vực ở phía Đông và Đông Bắc vẫn đang xảy ra giao tranh căng thẳng, ông Zelensky cho hay, bất cứ nơi nào Nga đang gây sức ép, chúng tôi phải đẩy họ ra ngoài và cả những nơi mà các mối đe dọa tấn công mới có thể xuất hiện. Mỹ trước đó đã tuyên bố nguồn cung vũ khí đang bắt đầu đến Ukraine sau khi quốc hội nước này tranh cãi suốt nhiều tháng về khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ukraine đang tăng cường huy động quân để bổ sung nhân lực cho tiền tuyến, đồng thời đình chỉ cấp hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo ước tính có khoảng 650.000 nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đã rời đất nước kể từ khi xung đột bùng phát. Người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng này đã phát hiện khoảng 450 nhóm tội phạm cố gắng đưa người trái phép qua biên giới, trong đó có những người muốn trốn quân dịch, ông Demchenko nói, những nỗ lực vượt biên trái phép xảy ra hàng ngày, hầu hết các nỗ lực này đều diễn ra bên ngoài các trạm kiểm soát ở biên giới với Moldova và Romania. Số lượng tài liệu giả mạo lớn nhất được ghi nhận ở biên giới với Ba Lan. Ngoài ra, ông cho hay, kể từ đầu xung đột, 30 người đàn ông Ukraine đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên trái phép và tránh bị huy động tham chiến với Nga. Theo thiết quân luật của Ukraine, trừ một số trường hợp ngoại lệ, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị huy động đi chiến đấu. Trước đó, biên phòng Ukraine cũng đã đăng tải một đoạn video về một người đàn ông 39 tuổi nằm sấp trên một tấm niệm hơi, dùng tay trèo để vượt qua sông Dniester, nằm giữa biên giới Ukraine và Moldova. Nghi phạm mặc đầy đủ quần áo, đi giày, đeo ba lô. Lực lượng Ukraine phát hiện người đàn ông vượt biên này nhờ máy bay không người lái UAV, sau đó điều xuồng tiếp cận và bắt anh ta với cáo buộc vượt biên trái phép. Biên phòng Ukraine cho hay nghi phạm đã liên hệ với một người lạ trên ứng dụng nhắn tin để vượt biên với chi phí 4.200 đô la Mỹ. Người này đã trả trước một nửa số tiền và được hướng dẫn cách sử dụng đệm hơi, bảo quản điện thoại di động và quần áo trong quá trình vượt sông. Hiện chưa rõ động cơ vượt biên của người này, nhưng hàng nghìn nam giới Ukraine đã tìm cách ra nước ngoài để tránh nhập ngũ. Dòng người vượt biên tăng mạnh sau khi Ukraine thông qua luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Ngoài ra, cơ quan biên giới Ukraine cho biết trong khi tuần tra biên giới ukraine rumani binh sĩ biên phòng đã tìm thấy hai người chết đuối trên sông Tisza. Cũng theo cơ quan này, đây là trường hợp tử vong thứ 24 của những người cố gắng vượt sông Tisza kể từ khi xung đột Ukraine-Nga bùng nổ. Theo nhận định của Kiev Post, việc thay thế những binh sĩ đã phục vụ trong thời gian xung đột vừa qua có vẻ khó khăn cho Ukraine khi nhiều vụ bê bối được đưa ra ánh sáng cho thấy một số trung tâm huy động quân đã buộc nhiều đàn ông Ukraine phải ra khỏi nhà và đưa họ đi. Hãng tin Reuters cũng khẳng định số nam giới trong độ tuổi đi lính của Ukraine sống tại nước ngoài lên đến hàng trăm ngàn người. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video xe tăng M1 Abram do Mỹ sản xuất bị tên lửa tấn công gần thành phố Adipka ở vùng Donbass, Đôn miền đông Ukraine. Theo hãng tin RT, trong đoạn video đen trắng được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ, quân đội Nga đã phóng các tên lửa dẫn đường chống tăng vào một mục tiêu dẫn đến vụ nổ. Một video khác dường như được quay bằng máy bay không người lái UAV cho thấy chiếc xe tăng Abram bị trúng tên lửa và ngay lập tức một cột lửa xuất hiện phía trên phương tiện. Ba thành viên tổ lái người Ukraine được nhìn thấy đã thoát ra khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thông thường, kiếp lái của Abram có bốn người và không rõ chuyện gì xảy ra với thành viên còn lại. Hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ đã hé lộ xe tăng Abram đã không thể hoạt động sau khi trúng tên lửa và khoang dành cho tổ lái đã bị đốt cháy hoàn toàn. Theo New York Times, Mỹ đã gửi cho Ukraine tổng cộng 31 xe tăng M1 Abram tính đến cuối tháng 4. Moscow đã hạ ít nhất 5 chiếc Abram, trong đó có 3 chiếc nữa bị hư hỏng tương đối, hầu hết được cho là do máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Theo AP, số xe tăng Abram còn lại đã được Bộ Chỉ huy Ukraine kéo về hậu phương vì lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Các quan chức Mỹ nhận định, máy bay không người lái giám sát và máy bay không người lái tấn công của Nga đã thay đổi đáng kể tình hình trên mặt đất làm tăng nguy cơ bị phát hiện của các siêu tăng trên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng cho rằng mối đe dọa từ máy bay không người lái không phải là vấn đề duy nhất mà Kiev gặp phải, và Ukraine cần áp dụng các chiến thuật mới để giúp xe tăng Abram hoạt động hiệu quả hơn trên tiền tuyến. Mỹ cũng đã tổ chức cho Ukraine khoa huấn luyện về vận hành xe tăng tại căn cứ quân đội Grafenkur ở Đức vào mùa xuân năm 2023. Khóa này bao gồm huấn luyện cách sử dụng xe Abram trong cuộc xung đột vũ trang tổng hợp. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, kể từ mùa xuân năm ngoái, lực lượng Ukraine chỉ sử dụng hạn chế xe tăng Abram và không tận dụng được các tính năng của loại xe này. Theo Washington Post, binh sĩ Nga và Ukraine giờ đây rất khó di chuyển trên tiền tuyến mà không bị phát hiện và tấn công. Lý do chính dẫn tới tình trạng này chính là cả hai bên triển khai máy bay không người lái dày đặc để theo dõi đường đi nước bước của phía còn lại và sẵn sàng tấn công. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn phim cho thấy các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập số 155 của Nga sử dụng máy bay không người lái UAV chiến đấu Orlan trinh sát suốt ngày đêm toàn bộ tỉnh Donetsk. Theo hãng tin Sputnik, một trong những ưu điểm chính của UAV Orlan là nó có thể bay liên tục tới 12 giờ và tự vận hành không cần con người điều khiển. UAV Orlan được trang bị hệ thống quang học, hình ảnh nhiệt và camera hồng ngoại tiên tiến. UAV giúp các đơn vị Nga phản ứng kịp thời với bất kỳ hoạt động di chuyển lực lượng nào của Ukraine trong khu vực và liên tục truyền dữ liệu thời gian thực đến các điểm kiểm soát của Nga. Một binh sĩ Nga cho hay, UAV thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên không, xác định các đơn vị bộ binh và pháo binh, cũng như xác định vị trí thiết bị của đối phương. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shysky, nói trên tờ The New York Times của Mỹ rằng, ở tỉnh Donetsk, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở làng Ocheretine, lực lượng Nga đã nỗ lực mở rộng tiến công. Ông này thừa nhận tình hình trên mặt trận trở nên tồi tệ hơn và Nga đang đạt được những thắng lợi nhất định về mặt chiến thuật ở một số khu vực. Tướng Suisky cho biết, tình hình khó khăn nhất vào lúc này là xung quanh các ngôi làng phía tây thành phố Adipka, tỉnh Donetsk, thành phố mà Nga có được hồi tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông Suisky cho biết, Nga đã triển khai tới 4 lữ đoàn trong khu vực với mục tiêu tiến tới các trung tâm hậu cần quân sự của Ukraine, chẳng hạn như thành phố Poros, tỉnh Donetsk. Sau khi Nga giành được Adipka, lực lượng Ukraine lùi về tuyến phòng thủ mới khoảng 5 km về phía Tây, dọc theo một loạt ngôi làng nhỏ, nhưng tuyến phòng thủ này hiện đang bị lực lượng Nga tràn qua. Cách đây vài hôm, tướng Suski cho biết quân đội Ukraine đã rút khỏi hai ngôi làng là Berdychi và Siminivka, hai ngôi làng cuối cùng trong khu vực chưa nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Bình luận về thông tin này, ông Shehi Kujans, Chủ tịch nhóm nghiên cứu phi chính phủ Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine cho rằng, Bộ Chỉ huy Ukraine đã phải đưa ra lựa chọn giữa tình huống xấu và tình huống tồi tệ hơn khi quyết định để mất lãnh thổ thay vì mất binh sĩ. Nhà phân tích quốc phòng Franz Tevgadi ở Ý nói rằng, theo cách nói của quân đội, chúng ta đang ở giữa cái gọi là giai đoạn định hình một cuộc tấn công. Mục đích chính của các cuộc tấn công này là nhằm từ từ nghiền nát hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc tiền tuyến để cho phép lực lượng mặt đất của Nga tác chiến và đánh chiếm các mục tiêu quân sự quan trọng về mặt chiến thuật và thế trận. Tuy nhiên, ông này cho rằng tổn thất phương tiện và thách thức hậu cần tiền tuyến có thể ngăn cản Nga đánh sâu vào lãnh thổ Ukraine và thay vào đó, Nga sẽ tập trung nỗ lực bao vây các lực lượng Ukraine. Vị chuyên gia này cũng lưu ý, mối đe dọa rằng một phần tiền tuyến của Ukraine sẽ sụp đổ vào năm 2024 là điều có thật và đang hiện hữu. Các lực lượng của Nga gần đây đang tăng cường tấn công nhiều thành phố và thị trấn của Ukraine. Sievierodonetsk, Bakhmut và Adivka, các thành phố và thị trấn hầu như không được biết đến trên thế giới, đã trở thành những mặt trận ác liệt nhất giữa Moscow và Kiev trong nhiều tháng trước khi Nga giành ưu thế. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đánh giá việc phát triển liên tục và ổn định các mũi tấn công ở phía tây bắc Adipka tạo thuận lợi cho bộ chỉ huy Nga một số lựa chọn, hoặc tiếp tục tiến về phía tây hướng tới các mục tiêu tác chiến ở thành phố lớn Pokrovsk, hoặc cố gắng tiến lên phía bắc để tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh Chachovya. Tuy nhiên, bộ chỉ huy Ukraine vẫn đang đau đầu vì chưa biết hướng tấn công chính của Nga sẽ được tiến hành ở đâu để tính toán phương án đối phó. Liên quan đến xung đột tại mặt trận Adipka, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố video ghi cảnh các binh lính thuộc nhóm tác chiến Tosent sử dụng pháo tự hành 2S3 Acacia 152mm để phá hủy một cứ điểm Ukraine gần Adivka. Cụ thể, sau khi UAV cung cấp tọa độ mục tiêu, khẩu đội pháo 2S3 Acacia của Nga đã bắn một loạt đạn từ vị trí được ngụy trang kỹ trong rừng. Kết quả, cứ điểm bị san phẳng và nỗ lực của các nhóm xung kích Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Pháo 2S3 Acacia của Nga là hệ thống pháo tự hành được thiết kế để tạo hỏa lực yểm trợ từ xa. Hệ thống có nòng cỡ 152mm đầy uy lực, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn nổ mạnh, đạn dọn sáng và đạn khói. Một khẩu đội 2S3 acacia gồm 4 người. Trong khi đó, các đơn vị xung kích thuộc Sư đoàn Cận vệ 42 của Nga cũng đã sử dụng súng cối tự hành để hạ một nhóm bộ binh Ukraine gồm khoảng 10 người, tạo điều kiện cho lính Nga đánh chiếm các vị trí có lợi hơn gần khu định cư với Bovee theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan Quốc phòng Nga cho hay, UAV trinh sát đã phát hiện ra mục tiêu trước. Sau đó, cối tự hành đã khai hỏa chính xác vào đó. Theo nhà phân tích quốc phòng Mikhail Popov, trong toàn bộ lịch sử chiến dịch tấn công Adipka gần đây, có thể các chỉ huy Nga chuyển hóa rất tốt kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thành nghệ thuật tác chiến. Và bây giờ, Nga đang hiện thực hóa nghệ thuật này. Theo đánh giá, Nga đang có một số phương án chiến thuật để lựa chọn cho các hoạt động tấn công trong tương lai gần Adipka. Nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ tập trung nỗ lực vào đâu Chính vì vậy, lực lượng Kiev đang đau đầu phán đoán để có phương án bố trí binh lực đối phó. Hơn nữa, dường như Nga cũng không thể chờ đợi sự chấm dứt hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Điện Kremlin đã tiến hành một chiến dịch hỗn hợp nhằm trực tiếp vào các nước NATO, bao gồm cả việc gây nhiễu GPS và phá hoại hậu cần quân sự trên lãnh thổ các nước thành viên NATO. Telegram gần đây cũng đã tạm thời chặn các chatbot được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải thông điệp dân sự về các hoạt động quân sự của Nga tới các kênh chính thức của Ukraine bao gồm một số kênh của cơ quan tình báo Ukraine. Theo hãng tin Reuters, thống đốc khu vực Kharkov, ông Ole Sinehubov, thông báo trên Telegram rằng hai quận của thành phố Kharkov, Ukraine đã bị tấn công hôm 30 tháng 4. Ông Sinehubov cũng cho hay có ít nhất 9 người bị thương. Trong khi đó, công ty đường sắt nhà nước Ukraine cho biết một nhân viên ở độ tuổi 20 đã thiệt mạng. Công ty đường sắt nhà nước Ukraine thông báo trên Telegram nhưng không đưa ra chi tiết về thiệt hại cơ sở hạ tầng. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích khác của đối phương nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt dân sự. Ông Sinehubo cho biết thêm các tòa nhà hành chính, dân sự và một số ô tô bị hư hại do các cuộc tấn công. Cách đây ít hôm, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Ngoài ra, binh sĩ và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine cho hay, cơ sở hạ tầng đường sắt ở Donetsk, Kharkov và khu vực miền trung như Chekatsky và Dnipro đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga trong những ngày gần đây. Các cuộc tấn công mới nhất vào mạng lưới đường sắt Ukraine xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào vũ khí của phương Tây khi chúng đến Ukraine. Đường sắt Ukraine đã đóng một vai trò quan trọng trong việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến, vận chuyển mọi thứ từ ngũ cốc đến hỗ trợ nhân đạo trên khắp đất nước, cũng như vận chuyển vũ khí của các nước phương Tây cho Kiev. Các lực lượng Ukraine đang hy vọng thấy nguồn cung cấp vũ khí mới đến tiền tuyến càng sớm càng tốt, vì họ đang tham gia vào các cuộc đụng độ ác liệt và đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ của mình ở một số địa điểm. Lực lượng Nga đã chiếm được nhiều ngôi làng ở phía tây Adipka thuộc vùng Donetsk, nhưng mục tiêu lớn tiếp theo của họ theo hướng đó, thành phố Pokrovsk, cách gần 30 km. Áp lực cũng ngày càng gia tăng lên lực lượng Ukraine ở Chashovya một thị trấn nhỏ có vị trí chiến lược cách Bắc Mút khoảng 8 km về phía Tây. Lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Chashopya. Việc chiếm được thị trấn này sẽ giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công sâu nhằm vào các thành phố lớn hơn như Kostantinovka, Kramatorsk và Slavyansk, những trung tâm dân cư lớn ở khu vực Donbass do Ukraine nắm giữ. Trong một báo cáo, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng trong những tuần tới, các lực lượng Nga sẽ tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, đặc biệt là đường sắt nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev. Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của phương Tây dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và phòng không. Theo ISV, trong khi Ukraine chở vũ khí mới đến, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Mặt khác, Nga sẽ chuyển trọng tâm từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang mạng lưới giao thông nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí đến tiền tuyến. Với việc gói hỗ trợ của Mỹ chỉ vừa được thông qua, một số nhà phân tích về xung đột đánh giá các động thái tiếp theo của Ukraine để tận dụng tốt nhất gói hỗ trợ mới nên bao gồm việc tăng cường phòng thủ và khai thác khả năng đàm phán với Nga. Trong bối cảnh đó, tại cuộc họp các ngoại trưởng châu Âu và Ả Rập diễn ra ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken đã cho biết Mỹ có kế hoạch giúp Ukraine trở thành một quốc gia thành công về mặt quân sự, kinh tế và dân chủ, đồng thời sẽ hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Ông nhấn mạnh, Washington đã cố gắng đoàn kết các nước trên thế giới để giúp đỡ Kiev, vì hiểu rằng kế hoạch quân sự của Nga không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới. Mặt khác, Ngoại trưởng Blinken cũng lưu ý, xung đột có thể chấm dứt hay không còn phụ thuộc vào ý chí và quyết định của Nga, và khẳng định nếu Nga thể hiện mong muốn đàm phán chân thành, thì Mỹ chắc chắn sẽ ở đó ông cũng tin rằng người Ukraine cũng sẽ có mặt ở đó. Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đã không đạt được mục tiêu đề ra và khiến Moscow thiệt hại cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Theo ông Blinken, Nga đang phải định hướng lại nền kinh tế. Về tổng thể, Nga bị tổn thất cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Ngược lại, cuộc xung đột đã khiến người Ukraine đoàn kết hơn bao giờ hết và ông Blinken coi tất cả những yếu tố này là thất bại chiến lược cho Nga. Chuyên gia Kelly Grieco học giả cấp cao tại trung tâm Stimson cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Họ không thể giành chiến thắng về mặt quân sự, nhưng có thể giành chiến thắng về mặt chính trị. Ukraine thực sự có thể giành được thắng lợi về chính trị bằng cách không cho Tổng thống Putin đạt được mục tiêu chính của mình. Khi đó, Ukraine vẫn là một nhà nước độc lập với Nga. Do đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine mang gì đến bàn đàm phán và sử dụng ngoại giao với Nga để ngăn tổn thất thêm về lãnh thổ. Trong khi đó, các chuyên gia khác cũng như các quan chức Ukraine đã chỉ trích những lời kêu gọi đàm phán giữa Kiev và Moscow. Đồng thời cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ yêu cầu phi quân sự hóa Ukraine và lợi dụng việc này để đạt được các mục tiêu của mình. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington trong một báo cáo hồi tháng 3 cũng cho rằng Tổng thống Putin tiếp tục duy trì các mục tiêu tối đa ở Ukraine, tức là sự đầu hàng hoàn toàn của Kiev và phương Tây, đồng thời cáo buộc Nga không quan tâm đến những cuộc đàm phán thiện trí với Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thì nhận định, Nga không đáng tin và đây là một thực tế mà ông cho là đã được chứng minh qua những thất bại trong các cuộc đàm phán trước đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này, nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng, phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, việc thảo luận nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky là sự lãng phí thời gian và trí tuệ một cách vô nghĩa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin ngày 30 tháng 4 cho biết, ông đã khuyến khích các quốc gia đối tác sở hữu hệ thống tên lửa Patriot gửi loại vũ khí phòng không này cho Ukraine trong bối cảnh Kiev kêu gọi cung cấp thêm năng lực phòng không. Cụ thể, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Bộ trưởng Lloyd Austin lưu ý, ông đã trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia về vấn đề trên, song không nêu tên cụ thể nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, EU, sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không Patriot, bao gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức, Ba Lan, Hà Lan và Thụy Điển. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 khẩu đội Patriot từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều nước cho hay họ không có tổ hợp Patriot dự phòng. Phát biểu với MSNBC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Nếu có thể giải phóng thêm các khẩu đội Patriot của mình, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Mặt khác, Mỹ đang làm rất nhiều trong việc cung cấp tên lửa các khẩu đội đó. Lầu Năm Góc đã cam kết bổ sung thêm đạn dược cho hệ thống Patriot, như một phần của gói hỗ trợ lịch sử trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đến được Ukraine vì chúng không nằm trong kho dự trữ hiện có của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo viện trợ chỉ thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng với các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một khẩu đội MIM-104 Patriot do tập đoàn vũ khí Raytheon của Mỹ sản xuất có giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ và bao gồm nhiều bộ phận gắn trên xe tải, radar, anten, thiết bị điều khiển tương tác và các phương tiện hỗ trợ khác, cùng 8 biện phóng với tên lửa đánh chặn. Cũng trong ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Na Uy Jonas Gastor thông báo Oslo sẽ tăng cường viện trợ quân sự và dân sự cho Kiev trong năm 2024 thêm 7 tỷ kuron, tức khoảng 633 triệu đô la Mỹ, lên mức tổng cộng 22 tỷ kuron, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Khoản tiền bổ sung sẽ được chuyển từ gói 75 tỷ kuron mà quốc gia vùng Scandinavia đã cam kết với Ukraine trong giai đoạn 2023-2027 về viện trợ quân sự và dân sự. Cam kết này hiện không có bất kỳ thay đổi nào. Trả lời họp báo sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo phe đối lập để đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi về viện trợ, Thủ tướng Stor nhấn mạnh tăng cường viện trợ là vấn đề sống còn đối với Ukraine và đây cũng là vấn đề về an ninh, ổn định ở châu Âu cũng như Na Uy. Trong số 7 tỷ coron sẽ được chuyển cho Ukraine, Na Uy sẽ dành 6 tỷ coron cho viện trợ quân sự, chủ yếu là phòng không và đạn dược. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước các phóng viên sau cuộc hội đàm ở Kiev, Ukraine. Tổng thống Zelensky đề cập đến hỗ trợ quân sự bổ sung mà Mỹ và các nước khác công bố Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông không thấy bất kỳ động thái tích cực nào liên quan đến việc hỗ trợ kịp thời cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói rằng đã bắt đầu có nguồn hỗ trợ hạn chế, nhưng cần đẩy nhanh quá trình này. Viện dẫn việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine bị đình trệ. Tổng thư ký NATO cho biết, việc thiếu đạn dược đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga tiến lên dọc chiến tuyến. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO nói rằng vẫn chưa quá muộn để Ukraine chiếm ưu thế vì đang có thêm sự hỗ trợ. Theo ông, trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo những tuyên bố hỗ trợ được hiện thực hóa thành chuyển giao, vũ khí và đạn dược càng sớm càng tốt. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 4 tuyên bố, 10 máy bay không người lái Ukraine, 6 tên lửa chiến thuật atacms do Mỹ sản xuất và hai quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất đã bị lực lượng phòng không loại bỏ. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết tên lửa bị bắn hạ ở đâu, nhưng ông Sergei Asionov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, trước đó đăng trên tài khoản Telegram bức ảnh ông mô tả là đạn con chưa nổ của tên lửa Atac MS. Ông này cho hay, nếu mọi người nhìn thấy nó, đừng nhặt lên cũng đừng đến gần, hãy thông báo cho bộ tình trạng khẩn cấp hoặc bộ nội vụ. Ông không nêu rõ thời điểm và số lượng tên lửa bị bắn hạ. Thông tin được đưa ra sau khi giới chức Mỹ cho biết, số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo Atac MS với tầm bắn 300 km đã được chuyển đến Ukraine trong tháng 4. Loạt tên lửa này nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine, trị giá 300 triệu đô la Mỹ, được Tổng thống Joe Biden phê duyệt tháng trước. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, Ukraine đã phóng tên lửa Atak MS vào Crimea nhằm phá hủy năng lực phòng không của Nga ở đây. Ukraine lần đầu tiên được nhận tên lửa Atak MS tầm trung vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga nhanh chóng bắt đầu bắn hạ chúng, ngăn cản kế hoạch của Kiev nhằm phá hủy hoặc làm hư hại cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Quân đội Ukraine lần đầu sử dụng Atak MS khi tập kích sân bay Dzhankoy trên bán đảo Crimea giữa tháng 4. Sau đó là cuộc tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu Nga ở mặt trận Tây Nam Ukraine. Việc có nên chuyển tên lửa Atak MS tầm bắn 300 km cho Ukraine hay không từng là chủ đề tranh luận suốt nhiều tháng trong chính quyền Tổng thống Biden. Lầu Năm Góc ban đầu từ chối chuyển mẫu Atak MS tầm bắn 300 km do lo ngại Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, làm gia tăng căng thẳng và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington, cũng như ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Mỹ thay đổi quyết định sau khi cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Triều Tiên hồi cuối năm 2023 và mở chiến dịch tập kích hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ đồng minh vào mùa hè. Lực lượng không quân Ukraine hiện đang xây dựng bong kè và kho chứa dưới lòng đất tại các căn cứ triển khai chúng. Thiếu tá Ilya Ieflas, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết, kế hoạch của Kiev nhằm giữ an toàn cho tiêm kích F-16 đang được xây dựng một cách cẩn thận. Ông cho biết, nỗ lực này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thích hợp về vị trí đặt căn cứ. Nó đòi hỏi chi phí đáng kể bao gồm cả bong ke và hầm trú ẩn dưới lòng đất. Do đó, Ukraine đang xây dựng các phương án để có thể triển khai tốt nhất. Theo ông Ieblas, Ukraine sẽ phân tán các máy bay F-16 tới nhiều căn cứ khác nhau, khiến Nga khó phát hiện hơn. Tiêm kích F-16 được cho là sẽ tăng cường sức mạnh không quân của Ukraine, lực lượng vốn nhỏ hơn và lạc hậu hơn so với Nga. Khi nhận được vũ khí mới, Ukraine có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại Nga hơn, bên cạnh việc gia tăng khả năng phòng thủ. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt và Whitney F-100 PVK-200 lực đẩy tối đa 106 kN, có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km một giờ, tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Ukraine đã yêu cầu F-16 do Mỹ sản xuất kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, phải đến mùa hè năm 2023, Mỹ mới đồng ý cho phép đồng minh gửi chúng cho Kiev. Máy bay quân sự thường dễ bị tấn công nhất khi chúng đậu ở căn cứ. Do đó, các hệ thống phòng không thường được bố trí xung quanh các căn cứ không quân. Theo hãng tin AP, Ukraine có thể sử dụng các căn cứ không quân của phương Tây để triển khai F-16 vì loại máy bay này yêu cầu đường băng có tiêu chuẩn cao và nhà chứa máy bay được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thông tin cập nhật của lực lượng không quân Ukraine cho thấy Kiev có kế hoạch giữ ít nhất một số máy bay F-16 ở nước này. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các căn cứ không quân phương Tây tiếp nhận F-16 cho Ukraine sẽ là mục tiêu chính đáng của lực lượng Nga. Một cựu phi công quân sự Mỹ tiết lộ, Ukraine sẽ là chiến trường nguy hiểm nhất mà F-16 phải đối mặt, dù chúng đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong các cuộc giao tranh hạng nặng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shugu mới đây cho biết, tăng cường khả năng phòng không và chống tên lửa là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, việc chuyển giao các hệ thống phòng không tầm ngắn, Panzer, vốn được trang bị cả tên lửa và pháo tự động, sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay. Ông lưu ý, hệ thống này đã hoạt động rất tốt trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Shoigu cũng tiết lộ các lực lượng vũ trang của xứ sở Bạch Dương sẽ nhận được những mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ tiếp theo. Thông báo của ông Shoigu được truyền thông nhà nước đưa tin hồi cuối tháng 4, báo hiệu một tiến bộ đáng kể về năng lực quân sự của Nga. Vị quan chức quân sự hàng đầu của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các hệ thống S-500 sẽ có sẵn ở hai dạng khác nhau, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, BMD, và hệ thống tên lửa phòng không tầm mở rộng. S-500 còn được gọi là hệ thống phòng không Prometheus đang được phát triển bởi tập đoàn phòng không và vũ trụ Anmas Antey. Nó được thiết kế để vô hiệu hóa một loạt các mối đe dọa do công nghệ hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai gây ra ở nhiều cao độ và tốc độ khác nhau. Quá trình phát triển S-500 bắt đầu vào năm 2010, sau khi Nga triển khai thành công hệ thống S-400 Trium vào năm 2007. Thiết kế của Prometheus ban đầu được hoàn thành vào năm 2011, nhưng việc sản xuất hàng loạt đã gặp phải nhiều sự chậm trễ. Với dự kiến mới nhất về việc sản xuất hàng loạt hiện được ấn định cho năm 2025. Bất chấp những trở ngại này, S500 hứa hẹn là có khả năng chống lại máy bay thế hệ thứ 5, vệ tinh quỹ đạo thấp và một loạt các mối đe dọa tên lửa. Trong khi sự chậm trễ trong quá trình đưa S500 vào sử dụng làm dấy lên lo ngại, một số chuyên gia cho rằng Nga có thể cố tình kéo dài lịch trình sản xuất hệ thống mới để ưu tiên đáp ứng nhu cầu hiện tại đối với hệ thống S400 cả trong nước và quốc tế. Moscow đã tích cực thúc đẩy xuất khẩu S400, giành được hợp đồng với một số quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, S500 đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt để xác nhận khả năng. Ngài đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không dài nhất thế giới, thể hiện sức mạnh của S500 bằng cách tấn công thành công mục tiêu cách xa gần 300 dặm, khoảng 482 km. Đầu năm nay, có những báo cáo truyền thông chỉ ra rằng S500 đã theo dõi và đánh chặn hiệu quả các mục tiêu siêu thanh, nêu bật tính linh hoạt và phù hợp của nó trong môi trường an ninh đang thay đổi. Hệ thống phòng không S500 Prometheus sử dụng hai loại tên lửa cụ thể 77N6N và 77N6N1. Những tên lửa cải tiến này của Nga được trang bị đầu đạn chờ, được thiết kế để phá hủy đầu đạn hạt nhân bằng cách sử dụng lực động học thuần túy. Nhiệm vụ của hệ thống là xác định, đánh chặn và tiêu diệt đầu đạn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu thanh và các mối đe dọa trên không khác. Ngoài ra, khả năng chống nhiễu điện tử cao của nó giúp tăng cường khả năng sống sót trong các tình huống chiến đấu đầy thách thức, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống ngay cả khi đối mặt với các chiến thuật tác chiến điện tử phức tạp. Được thiết kế để thay thế các hệ thống tên lửa A135 cũ kỹ hiện đang hoạt động, S500 dự kiến sẽ bổ sung cho các hệ thống S400 hiện có của Nga, tạo thành một mạng lưới phòng thủ toàn diện. S500 cũng có tầm bắn vượt trội và đây là một trong những tính năng nổi bật nhất của nó: 600 km đối với mục tiêu khí động học và 400 km đối với mục tiêu đạn đạo. Phạm vi mở rộng như vậy cho phép hệ thống S500 giám sát một cách thận trọng các vùng lãnh thổ rộng lớn, cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga củng cố cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia trước các mối đe dọa trên không. Ông Shoigu giải thích, nỗ lực cải thiện khả năng phòng không và tên lửa sẽ mang đến sự bảo vệ chất lượng cao cho các thực thể quan trọng nhất trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát, lực lượng hạt nhân chiến lược và các nhóm quân của Nga. Quan chức này nhấn mạnh, quân đội Nga đã phải đối mặt với vô số mối đe dọa từ trên không trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga cũng đã ngăn chặn thành công hơn 6.000 tên lửa được bắn từ nhiều bệ phóng khác nhau của Kiev, trong đó có hơn 3.500 tên lửa được phóng từ các hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Thượng viện Mỹ hôm 30 tháng 4 thông qua đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga trong bối cảnh Mỹ và đồng minh tăng cường trừng phạt nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật với sự nhất trí cao, không có thượng nghị sĩ nào phản đối. Dự luật sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành. Dự luật cũng cho phép cấp 2,7 tỷ đô la Mỹ theo các luật trước đây để xây dựng ngành công nghiệp chế biến uranium tại Mỹ Uranium được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại sản xuất điện. Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, các nhà máy điện hạt nhân của nước này đã nhập khẩu khoảng 12% uranium từ Nga vào năm 2022. Đồng quan điểm với thượng viện, chính quyền tổng thống Joe Biden đang xem xét lệnh cấm làm giàu uranium từ Nga bằng cách sử dụng quyền hành pháp của tổng thống sau khi các nỗ lực của quốc hội bị đình trệ. Theo hãng tin Bloomberg, dự luật cấm nhiên liệu hạt nhân của Nga đã được hạ viện thông qua vào tháng 12 năm 2023, nhưng sau đó đã bị trì hoãn tại thượng viện Nguồn tin cho biết, các quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Năng lượng đã thảo luận về lệnh cấm này, bao gồm việc miễn trừ cho phép nhập khẩu nhiên liệu cho đến năm 2028. Lệnh hành pháp của Tổng thống có quyền lực tương đương với luật liên bang, Quốc hội không thể trực tiếp đảo ngược lệnh này, nhưng có thể thông qua luật mới để vô hiệu hóa lệnh này. Bloomberg cho biết, vẫn chưa có quy định nào về vấn đề này, đồng thời giải thích rằng cả chính quyền của ông Biden và ngành công nghiệp hạt nhân vẫn muốn cơ quan lập pháp xử lý vấn đề này. Nga là nhà cung cấp uranium làm dầu ở nước ngoài hàng đầu cho Mỹ cung cấp gần 25% nhiên liệu được sử dụng trong các lò phản ứng của nước. Số liệu thống kê chính thức cho thấy, Mỹ đã nhập khẩu uranium của Nga trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay, với giá trị vận chuyển uranium hàng năm tăng 43%. Nhà trắng coi việc phát triển khả năng làm giàu uranium trong nước là một vấn đề an ninh quốc gia. Mỹ có trữ lượng uranium riêng nhưng không đủ để cung cấp cho ngành điện hạt nhân của đất nước. Trong khi đó, Nga là nơi tổ hợp làm dầu uranium lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu. Theo một số ước tính, Mỹ sẽ phải mất ít nhất 5 năm đầu tư lớn mới có thể thoát khỏi sự phụ thuộc và hàng nhập khẩu của Nga. Ngày 30 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel sẽ triển khai kế hoạch tấn công tại thành phố Rafah, miền nam giải Gaza, bất kể hai bên có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không. Ông Netanyahu nói, ý tưởng cho rằng chúng tôi sẽ dừng cuộc xung đột này lại trước khi đạt được tất cả những mục tiêu đã đề ra là không có khả năng. Chúng tôi sẽ tiến vào Rafah và loại trừ các tiểu đoàn của Hamas ở đó, cho dù có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không, để có thể nắm chắc phần thắng toàn diện. Tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn mới. Cũng trong ngày 30 tháng 4, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, gia đình của các con tin kêu gọi ông Netanyahu nên tiếp nhận áp lực quốc tế để ngăn chặn xung đột ở giải Gaza. Khi được hỏi về tuyên bố nói trên của Thủ tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken không bình luận trực tiếp về vấn đề thay vào đó ông khẳng định trọng tâm của mỹ là đặt thỏa thuận đình chiến do ai cập và qatar làm trung gian đồng thời nhấn mạnh israel đã bày tỏ thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán ông blinken cũng kêu gọi hamas chấp nhận thỏa thuận đình chiến và tha con tin không chỉ hoán hay đưa ra thêm lý do nào nữa ngoại trưởng mỹ bày tỏ mong muốn thấy thỏa thuận được thực hiện trong vài ngày tới ông nói thỏa thuận đình chiến là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để giảm bớt đau khổ cũng như tạo ra môi trường mà chúng ta có thể hy vọng sẽ dẫn tới điều gì đó thật sự bền vững, mang lại hòa bình lâu dài cho những người đang mong mỏi điều này. Hamas đang cân nhắc kế hoạch mới được đề xuất trong cuộc đàm phán ở Cairo với phái đoàn Mỹ, Ai Cập và Qatar. Nhóm cho biết đang xem xét lệnh đình chiến kéo dài 40 ngày và trao đổi con tin lấy các tù nhân người Palestine. Mỹ ủng hộ Israel sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại giải Gaza để trả đũa vụ tấn công vào đầu tháng 10 năm 2023 của Hamas. Tuy nhiên, Washington cũng đang gây áp lực buộc Tel Aviv kiềm chế kế hoạch tiến công thành phố Rafah, trong lúc cộng đồng quốc tế lo ngại chiến dịch sẽ gây ra thảm họa cho dân thường tại đây. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố việc Israel tiến vào thành phố Rafah sẽ vượt qua làn danh đỏ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Ursula von der Leyen, nói việc Israel tấn công thành phố Rafah là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bà lại không coi việc Israel tiến đánh Rafah là hành động vượt làn danh đỏ khiến Liên minh châu Âu EU ban hành lệnh trừng phạt đối với người Israel. Một quan chức ngoại giao Israel tuyên bố rằng Israel đã quyết định không gửi đại diện đến Cairo vào ngày 30 tháng 4 như dự kiến ban đầu để đàm phán với giới chức Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Quan chức này khẳng định Israel sẽ chờ phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn mới rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Trước đó, nhiều nguồn tin Israel đã đồng loạt nói rằng phái đoàn đàm phán của nước này đến Cairo để tiếp tục các cuộc thương lượng. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết đại diện Hamas đã rời Cairo sau khi có một số cuộc trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar. Dự kiến, phái đoàn Hamas sẽ trở lại Cairo và có thể đưa ra câu trả lời chính thức của nhóm này với đề xuất ngừng bắn mới. Nội dung chính của đề xuất mới vẫn là một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần tại Gaza, cùng thỏa thuận trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel và Hamas. Giới chức Israel trước đó cũng đã cảnh báo đợt đàm phán trao đổi con tin lần này là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi nước này mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đề xuất từ phía Israel về lệnh ngừng bắn là cực kỳ hào phóng và khuyên lực lượng Hamas nên sớm chấp nhận. Ngoại trưởng Blinken cho biết, điều duy nhất đứng chắn giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định và phải quyết định nhanh chóng. Tôi hy vọng họ sẽ có quyết định đúng đắn. Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Anh ông David Cameron cũng kêu gọi Hamas nên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày. Reuters trước đó đưa tin Israel đã chấp nhận đề xuất để Hamas thả 33 con tin so với 40 con tin như trước đây, đổi lấy việc trả tự do cho những người Palestine đang bị giam tại nhà tù Israel. Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ hướng đến một thời kỳ bình ổn kéo dài. Đây là phản ứng của Israel trước yêu cầu từ phía Hamas về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Một quan chức Hamas cũng đã nói rằng lực lượng này thấy kế hoạch ngừng bắn mới nhất không có vấn đề lớn nào những điều khoản về cơ bản được cho là tương tự những lần đàm phán thất bại kể từ khi lệnh ngừng bắn gần nhất sụp đổ vào cuối tháng 11 năm 2023. Tờ Wall Street Journal mới đây cho biết Israel và Hezbollah đang bị mắc kẹt trong một chu kỳ bạo lực gia tăng có nguy cơ leo thang hơn nữa. Sau cuộc giao tranh trực tiếp chưa từng có giữa Israel và Iran, Hezbollah, một nhóm vũ trang ở Liban và thân Iran, đã tham gia vào một cuộc giao tranh với Israel kể từ khi Tel Aviv bắt đầu kế hoạch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công hồi tháng 10 năm ngoái của Hamas với việc lực lượng dân quân ở Liban phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, trong khi quân đội Israel phản công bằng các cuộc không kích pháo binh vào Liban. Quân đội Israel và nhóm Hezbollah đã tăng cường xung đột trong những ngày gần đây, làm gia tăng lo ngại rằng bên này hoặc bên kia có thể tính toán sai lầm và gây ra một cuộc đối đầu căng thẳng hơn. Một kịch bản như vậy có thể dẫn đến thương vong và tàn phá trên diện rộng ở cả Liban và nước láng giềng Israel. Cách đây vài hôm, Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công các tòa nhà quân sự nơi những thành viên Hezbollah đóng quân ở phía nam Liban. Trong khi đó, Hezbollah đã tấn công IDF ở khu vực núi Dor, phía bắc Israel bằng tên lửa chống tăng. IDF sau đó đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và lực lượng không quân Israel tấn công nhiều mục tiêu ở miền nam Liban. Còn tại miền bắc Israel, nhiều người cũng đang lo lắng rằng có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah. Eliaharan, vốn là một người lính Israel từng tham gia vào cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban vào năm 2006 khi ông mới ngoài 30 tuổi. Giờ đây ở tuổi 50, ông sẵn sàng nhập ngũ trở lại để chống Hezbollah nếu các cuộc pháo kích dọc biên giới phía Bắc Israel hiện nay biến thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran ở khu vực. Ông nói, lần này lực lượng Israel sẽ phải đối mặt với một số điều kiện chiến đấu thách thức nhất. Ông chia sẻ, bẫy mìn ở khắp mọi nơi, mọi người thường xuyên phải trú ẩn trong các đường hầm. Nếu không cảnh giác, bạn có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Ông Haren sống ở Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, nằm trong tầm bắn của vũ khí Hezbollah. Thị trưởng Haifa gần đây đã kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm và thuốc men vì nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng tăng. Theo ước tính của Israel, Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa pháo binh và tên lửa đạn đạo vào năm 2015, trong khi các nhà phân tích an ninh cho rằng con số này đã tăng lên đáng kể từ đó. Các nhà phân tích cho biết Hezbollah che giấu quy mô kho vũ khí của mình Nhằm duy trì lợi thế chiến lược trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với Israel, mối đe dọa hủy diệt trên diện rộng đã khiến cả hai bên đều quan tâm đến việc đảm bảo cho xung đột không vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, điều đó đã khiến cả hai bên tin rằng họ có thể tăng cường độ xung đột mà không gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực. Chuẩn tướng Asad Orion, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel cho biết, dù cả hai bên đều hiểu rằng họ muốn tránh chiến tranh, nhưng họ lại thực sự cho phép mình ngày càng leo thang theo thời gian. Vì vậy, chừng nào còn giao tranh ở Gaza, Hezbollah sẽ tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Cùng với cuộc chiến ở Gaza, cuộc xung đột ở biên giới giữa Liban và Israel đã khiến cả hai nước bất ổn trong nhiều tháng. Vừa qua, nhà báo người Anh Douglas Murray đã đăng một bài báo trên New York Post tuyên bố rằng Tòa án Quốc tế ICC, cơ quan đang điều tra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, và phản ứng của Israel đối với vụ tấn công này đang có kế hoạch đưa các cáo buộc về tội ác chiến tranh đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel, nhiều khả năng là Tổng tham mưu trưởng. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố kế hoạch quân sự của Israel tại Gaza là một cuộc giao tranh chính nghĩa chống lại những kẻ nguy hiểm và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng. Ông Netanyahu cảnh báo, mặc dù ICC sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Chiến dịch của Israel được phát động nhằm đáp trả cuộc tấn công vào Israel của nhóm vũ trang Palestine Hamas hồi tháng 10 năm ngoái, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt làm con tin. ICC đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở bờ Tây và Gaza từ năm 2021. Cuộc điều tra bao gồm các sự kiện kể từ năm 2014. Tòa án có trụ sở tại La Hay khẳng định những vi phạm đã xảy ra trong cuộc xung đột sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái cũng nằm trong thẩm quyền điều tra của ICC. Kênh Channel 12 của Israel đưa tin, ngay cả trước khi bài báo của Murray được công bố, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã nắm được thông tin về các lệnh bắt giữ có thể được ICC đưa ra. Theo đó, Israel đã tổ chức một cuộc thảo luận khẩn cấp về vấn đề này tại văn phòng Thủ tướng với sự tham gia của một số bộ trưởng và chuyên gia pháp lý. Israel lo ngại lệnh bắt giữ sẽ được ICC đưa ra dựa trên cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza khi các quốc gia cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Geneva. Israel không phải là thành viên của ICC và không công nhận quyền tài phán của ICC. Tuy nhiên, nếu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức Israel khác được ban hành, 124 quốc gia thành viên ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ nếu họ đặt chân tới những nước này. Trước tình hình đó, hôm 29 tháng 4, người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết Mỹ không ủng hộ ICC điều tra Israel và không tin tòa án này có thẩm quyền xét xử. Trong khi đó, năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin do ICC đưa ra là chính đáng. Mỹ còn chia sẻ các thông tin chi tiết về những cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine với ICC. Về phần mình, ngày 30 tháng 4, Nga tố Mỹ đạo đức giả, vi phản đối tòa án hình sự quốc tế ICC điều tra Israel, nhưng lại ủng hộ lệnh bắt Tổng thống Nga Putin của tòa này. Trên Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra Washington hoàn toàn ủng hộ nếu không muốn nói là kích động, việc ICC phát lệnh nhằm vào lãnh đạo Nga. Nhưng giờ đây, hệ thống chính trị Mỹ không công nhận tính hợp pháp của tòa án này đối với chính Mỹ và các đồng minh của mình. Bà nhận định quan điểm như vậy là vô lý. Điện Kremlin gọi lệnh bắt ông Putin của ICC là vô hiệu, vì Nga không phải là bên ký kết hợp ước thành lập ICC. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng các nước Ả Rập và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, để thảo luận về những nỗ lực chung hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột đang xảy ra ở Israel và Palestine. Theo AFP, Ngoại trưởng Na Uy Espen Ba Ede, một trong những bên tổ chức cuộc họp tuyên bố rằng nếu muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước thì điều này sẽ không đến từ các bên xung đột. Đồng thời nói thêm, tôi không tin Israel sẵn sàng đàm phán vào thời điểm này, cũng như Mỹ không sẵn sàng nắm vai trò lãnh đạo cần thiết. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Ede bày tỏ hy vọng và vai trò lãnh đạo của các nước Ả Rập và châu Âu trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cuộc họp diễn ra bên lề cuộc họp đặc biệt kéo dài hai ngày của diễn đàn kinh tế thế giới ở riyadh phần lớn dành để bàn những giao tranh khốc liệt ở giải gaza ngoại trưởng nước chủ nhà ả rập xê út faisal bin fahan cho rằng các biện pháp hữu hình và không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập một nhà nước palestine sẽ là một yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào ông fahan cho biết thêm việc kiên trì từ chối giải pháp hai nhà nước chắc chắn sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Joseph Borrell cho biết sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo Ả Rập trình bày đề xuất của mình về giải pháp hai nhà nước. Theo ông Borrell, một số nước châu Âu sẽ công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine trong tháng tới, bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ, Slovenia và Malta. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhắc lại sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế phải nghiêm túc nỗ lực hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine và hỗ trợ người dân Palestine giành được các quyền hợp pháp của mình. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh. Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập ngày 29 tháng 4 và phong trào Hồi giáo này dự kiến sẽ phản hồi đối với đề xuất mới nhất về ngừng bắn cũng như trao đổi tù nhân sau gần 7 tháng xung đột. Những tháng gần đây xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về tác động tiềm tàng của việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đối với châu Âu, xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas và Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn một quốc gia nữa đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đó là Iran với những chính sách cứng rắn của ông Donald Trump với Iran khi ông còn tại nhiệm. Giới quan sát cho rằng nếu cựu Tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng sẽ là một thách thức lớn đối với Iran. Tờ The Conversation dẫn nhận định từ các chuyên gia rằng một nhiệm kỳ Tổng thống nữa của ông Trump có thể gây ra rủi ro lớn cho giới lãnh đạo Iran, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần đây giữa Iran và Israel, bởi ông Trump vốn nổi tiếng về thái độ cứng rắn đối với Tehran. Trong bối cảnh nền kinh tế Iran vẫn còn suy yếu, khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể mang đến một làn sóng áp lực mới vừa qua phòng thương mại công nghiệp mỏ và nông nghiệp iran đã cảnh báo rằng sự quay lại của ông trump sẽ khiến xuất khẩu dầu của iran bị ảnh hưởng trở lại truyền thông iran dẫn lời ông babak negadari người đứng đầu trung tâm nghiên cứu quốc hội iran đã lưu ý rằng nước này phải sẵn sàng cho áp lực trừng phạt gia tăng và cú sốc kinh tế nếu ông trump trở lại thậm chí có chuyên gia còn cảnh báo về khả năng nền kinh tế iran sụp đổ nếu ông trump có nhiệm kỳ thứ hai trên mặt trận an ninh khả năng trở lại nhà trắng của ông trump đang nhắc nhở giới chức Iran về một mất mát nghiêm trọng của nước này trong nhiệm kỳ trước đó của cựu tổng thống. Cái chết của tướng Qasem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo trong cuộc không kích của Mỹ hồi năm 2020. Ngoài ra, cuộc tấn công gần đây vào khu đại sứ quán Iran tại thủ đô Syria đã khiến bảy quan chức Iran thiệt mạng, dẫn đến vụ không kích trực tiếp của Iran và Israel nhằm mục đích trả đũa và làm dấy lên nỗi lo sợ rằng các mục tiêu quan trọng của Mỹ ở Trung Đông cũng có thể bị vạ lây. Ngay lập tức, trên trang cá nhân chút social, ông Trump đã phát đi một cảnh báo ngắn gọn nhưng nghiêm khắc dành cho Iran bằng cách đăng lại một bài viết cũ từ sự kiện hồi năm 2018 rằng: "Đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ, nếu không Iran sẽ phải lãnh hậu quả. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các hành động bạo lực của Iran." Cựu tổng thống Mỹ cũng chỉ trích sự yếu đuối của chính quyền ông Biden là nguyên nhân dẫn đến việc Israel bị Iran tấn công, đồng thời tuyên bố: "Điều này sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị." Theo ông Mehdi Mohammadi, cố vấn chiến lược của Chủ tịch Quốc hội Iran, sự căng thẳng trong những tuyên bố gần đây của ông Trump là dấu hiệu cho thấy Tehran có thể sẽ phải đối diện với những đường lối đe dọa khủng khiếp một khi cựu tổng thống quay trở lại Nhà Trắng. Trong trường hợp đó, Mỹ hoặc Israel gia tăng các hành động quân sự chống lại lực lượng dân quân ủy nhiệm của Iran ở Iraq và Syria, hoặc có khả năng dẫn đến các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nhằm vào Iran. Trong khi đó, lan sóng biểu tình ở Iran cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước này, vốn đang oằn mình trước các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Các nhà lập pháp trong quốc hội mới được bầu ra năm nay có vẻ không e ngại sức mạnh Mỹ và đồng minh, đồng thời cũng có những động thái thắt chặt chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm duyệt Internet và thực thi luật Saria nghiêm ngặt hơn. Trong bối cảnh khó khăn, những hậu quả kinh tế có khả năng xảy ra với Iran trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump có thể gây ra một làn sóng phản đối mới tại Iran. Theo hãng tin Reuters, ông Trump tham gia phiên tòa hình sự trước cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh. Trong phiên tòa xét xử hôm 30 tháng 4, thẩm phán Merchant cho biết mức tiền phạt 9.000 đô la Mỹ có thể không đủ để gian đe ông Trump, nhưng ông không có thẩm quyền áp dụng hình phạt cao hơn. Ông Merchant nhấn mạnh, bị cáo đã được tòa án cảnh báo sẽ không tha thứ cho những hành vi cố ý vi phạm các mệnh lệnh hợp pháp. Nếu cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh, tòa án sẽ áp dụng hình phạt giam giữ. Theo ông Merchant, lệnh cấm phát ngôn nhằm ngăn ông Trump chỉ trích các nhân chứng và những người khác liên quan đến vụ án dùng tiền bịt miệng. Ông Trump bị cáo buộc chín hành vi vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Thẩm phán Merchant đã phạt 1.000 đô la Mỹ cho mỗi lần vi phạm của cựu tổng thống Mỹ trong chuỗi vi phạm diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 4, ông Trump đã có bài đăng gọi luật sư cũ Michael Cohen là kẻ nói dối hàng loạt. Ông Cohen được kỳ vọng sẽ là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Mỹ. Ngoài ra, ông Merton cũng sẽ xem xét việc có áp dụng các hình phạt bổ sung cho những tuyên bố khác của ông Trump hay không trong phiên tòa diễn ra vào ngày 2 tháng 5. Trái lại, ông Trump phản bác và lập luận rằng việc áp dụng lệnh giữ im lặng đối với ông là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, ông Merchant cũng yêu cầu ông Trump xóa các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social và cả các bài đăng trên trang web dùng để vận động tranh cử của ông Trump trước 14 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 theo giờ địa phương. Hiện vẫn chưa rõ liệu cựu Tổng thống Mỹ có bị đưa đến giam tại nhà tù của thành phố New York ở Đà Rikers hay không, hay ông Trump chỉ bị giam tại nhà riêng ở tòa nhà Trump Tower thuộc sở hữu của chính ông. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị xét xử với cáo buộc chi 130.000 đô la Mỹ bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Cựu Tổng thống bác cáo buộc, nhóm pháp lý của ông Trump nói rằng những cáo buộc này không có cơ sở về mặt luật pháp hoặc thực tế và nên bị bác bỏ. Cựu Tổng thống Trump, 77 tuổi, đang đối mặt loạt vấn đề pháp lý trước thềm bầu cử tháng 11 liên quan tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và xử lý không đúng cách tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Theo nhận định của Paul Goble, chuyên gia về Á-Âu, từng giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lưu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế ở Jamaica hồi cuối tháng 3. Ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực, Hiệp ước Luật Biển, bác bỏ thỏa thuận Baker-Sivanaze năm 1990 Liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Ba diễn biến đang khiến Nga thêm tức giận trước những động thái mới nhất của Mỹ ở Bắc Cực. Thứ nhất, việc mở rộng NATO bao gồm Phần Lan và Thụy Điển khiến liên minh phương Tây áp sát đến gần Nga hơn bao giờ hết. Thứ hai, Moscow thừa nhận kỳ vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mở rộng tuyến đường biển phía Bắc đã bị đình trệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây phát sinh từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ ba, Lầu Năm Góc cho biết sẽ công bố chiến lược Bắc Cực mới dựa trên ba cuộc tập trận quân sự gần đây ở Bắc Cực chỉ trong tháng qua. Nhiều học giả Nga công khai tuyên bố rằng tất cả những điều này tạo thành một cuộc tấn công trực diện vào lợi ích quốc gia của Nga vì nó liên quan đến một khu vực mà Điện Kremlin tin rằng Moscow nên có quyền kiểm soát riêng. Chuyên gia Gople cho rằng ba mối lo ngại khác đè nặng lên Nga đằng sau những yếu tố này khiến nhiều khả năng Tổng thống Putin sẽ quyết định vượt ra ngoài các công cụ ngoại giao. Đầu tiên và ngay lập tức nhất, Điện Kremlin cho rằng hành động của các nhà lãnh đạo phương Tây ở Bắc Cực xuất phát từ niềm tin Nga bị phân tâm và thậm chí bị suy yếu bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Nhiều nhà bình luận và quan chức Nga đang kêu gọi một cách công khai và nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin phải đáp trả mạnh mẽ trước nguy cơ phương Tây làm suy yếu nước Nga ở nơi khác. Hai là Tổng thống Putin đã coi việc mở rộng tuyến đường biển phía Bắc là trọng tâm trong kế hoạch hướng về phía Đông, và nỗ lực tái khẳng định sức mạnh của Nga. Những dấu hiệu gần đây cho thấy tuyến đường đang gặp khó khăn đã không khiến ông thay đổi quyết định. Đúng hơn, nhà lãnh đạo Nga đã cam kết dành nhiều nguồn lực hơn cho nỗ lực này vì sợ rằng sự thất bại của dự án sẽ làm suy yếu Nga trong mối quan hệ với Trung Quốc và phương Tây. Ba là giống như nhiều người Nga, Tổng thống Putin có vẻ lo ngại rằng nếu Moscow mất quyền kiểm soát đối với tuyến đường biển phía Bắc, nước này có thể mất quyền kiểm soát đối với các khu vực phía Bắc nước Nga, tuy nhiên nga vẫn còn một số đòn bẩy ngoại giao chẳng hạn như thu hút phần còn lại của thế giới và thậm chí cả các đồng minh của mỹ phản ứng với washington trong việc mở rộng sự hiện diện ở bắc cực các quan chức ngoại giao nga đã nỗ lực thực hiện điều đó tại cuộc gặp ở jamaica nêu bật những khác biệt giữa mỹ và canada nói riêng và giữa washington với các nước khác nói chung moscow cũng đã thực hiện những nỗ lực như vậy ở những địa điểm khác gần như chắc chắn rằng những nỗ lực như vậy sẽ tiếp tục và thậm chí còn tăng cường hơn trong thời gian tới Tuy nhiên, những hành động ngoại giao như vậy khó có thể ngăn cản phương Tây và Mỹ gia tăng hiện diện ở Bắc Cực, trừ khi Nga thể hiện sức mạnh quân sự để hỗ trợ chúng. Do đó, Moscow ngày càng nghiêng về việc sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn phương Tây ở Bắc Cực. Tuy nhiên, việc Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự ở Bắc Cực thành công hay không vẫn là một câu hỏi còn bò ngỏ. Sau khi Liên Xô tan rã, Kazakhstan được thừa kế hàng loạt trung đoàn chiến đấu cơ đóng quân trên lãnh thổ nước này. Nhiều phi đội đã bị loại biên trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng của Kazakhstan những năm gần đây, được thay thế bởi tiêm kích hạng nặng Su-30 SM do Nga chế tạo. Mới đây, trang tin Business Insider của Mỹ dẫn thông tin từ báo The Kiev Post, Ukraine cho biết chính phủ Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu thời Liên Xô từ Kazakhstan. Đây là những máy bay mà Kazakhstan không còn sử dụng và được bán trong một cuộc đấu giá gần đây. Kazakhstan Quốc gia đang nâng cấp đội máy bay quân sự của mình đã bán đấu giá 117 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom từ thời Liên Xô, bao gồm tiêm kích đánh chặn MiG-31, máy bay ném bom MiG-27, tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24, có từ thập niên 1970 và 1980. Tổng giá trị của số máy bay này là 1 tỷ tenge của Kazakhstan, khoảng 2,26 triệu đô la Mỹ, tương đương mức giá trung bình của mỗi chiếc máy bay là 19.300 đô la Mỹ. Mỹ đã mua 81 chiếc trong số trên thông qua các thực thể nước ngoài. Các quan chức quân sự Mỹ chưa tiết lộ số máy bay mua lại của Kazakhstan sẽ được sử dụng như thế nào. Song theo thông tin của tờ Kiev Post, thì ngày càng có nhiều đồn đoán rằng có khả năng cuối cùng chúng sẽ được chuyển giao cho Kiev. Mặc dù các tiêm kích không còn có thể sử dụng, nhưng vẫn được xem là nguồn phụ tùng thay thế. Mặt khác, các khung máy bay này có thể được sử dụng làm mồi nhử tên lửa đắt tiền của Nga ở các căn cứ Ukraine. Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí trong biên chế của Ukraine. Tuy nhiên, nhà thầu quốc phòng Kaspek Export của Kazakhstan đã bác bỏ thông tin trên. Đơn vị này cho biết cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng luật pháp và với giới chức trách đã xác định rằng tất cả các máy bay chiến đấu chỉ có thể bị loại bỏ để lấy kim loại. Kaspek Export cho biết các công ty nước ngoài không được phép tham gia đấu thầu. Trước đây, Kazakhstan được biết đến là đồng minh của Nga. Nhưng hiện tại, Kazakhstan ngày càng hợp tác với các quốc gia phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.